Vâng, xin chào mừng các anh chị đã quay trở lại với Bất Động Sản Ước Mơ. Ở đằng trước màn hình của anh chị đây đó là những hình ảnh ở khu vực trung tâm thành phố Thái Nguyên. Bây giờ đã là 6 giờ chiều và cái giờ mọi người tan tầm đã về nhà hết rồi, nên là đường xá sẽ không còn đông nữa. Và cũng đây cũng là lần đầu tiên mà em đi quay một lô đất vào cái thời gian như thế này. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xem lô đất nằm tại khu vực đường Bắc Sơn, thuộc lô 2 đường Bắc Sơn, một cái khu vực mà kinh doanh rất là sầm uất cũng như là giá trị bất động sản cũng rất là lớn ở Thái Nguyên. Trục đường anh chị đang đi đây đó là trục đường Lương Ngọc Quyến với giá trị khoảng độ trên 100 triệu một mét vuông. Một trong những cái trục đường mà cho giá trị cho thuê cũng như là giá trị bất động sản rất là lớn ở Thái Nguyên. Đường Bắc Sơn chúng ta sẽ rẽ ở đây. Đường Bắc Sơn này gọi là đường Bắc Sơn cũ. Còn ở phía đằng sau lưng em đang đi đây thì đó là đường Bắc Sơn mới. Đường Bắc Sơn mới gọi là đường Bắc Sơn kéo dài ấy, thì đã có rất nhiều những cái video của những anh chị khác cũng như là em cũng đã ra vài cái video về đường Bắc Sơn kéo dài. Thì là một trong những cái dự án trọng điểm và cũng là cái dự án rất là được quan tâm ở Thái Nguyên. Lô đất chúng ta sẽ rẽ vào bên trong này. Một lô đất mà rất là thích hợp cho các anh chị sử dụng để kinh doanh. Là một bất động sản kinh doanh rất là đẹp. Quán này gọi là quán bia cây xanh. Đất nằm ngay bên trái rồi. Đây là khu vực xung quanh. Đều là những cái cửa hàng kinh doanh buôn bán. Thì từ vị trí lô đất này có thể giao thông rất là thuận tiện, đi lại rất là thuận tiện với những cái vị trí khác. Ví dụ như đây là đường đi ra khu vực chùa Phú Liễn này. Vâng, và sau đây chúng ta cùng nhau xem hình ảnh vệ tinh của lô đất. Như anh chị có thể thấy đây là khu vực trung tâm của thành phố Thái Nguyên. Vì vậy là cái mật độ dân cư rất là lớn. Em sẽ phóng to màn hình ra anh chị xem. Anh chị có nhìn kín, đây là khu vực đã gọi là kín hết dân cư rồi. Khu vực đường Bắc Sơn, một trong những khu vực bất động sản rất là giá trị rất lớn ở Thái Nguyên. Lô đất của chúng ta ở vị trí nào ạ? Lô đất chúng ta là cái vị trí trắng này. Đây ạ, vị trí em đang để con chuột đây. Đây là đường đi, anh chị nhìn đây là đường thông ra khu vực chùa Phú Liễn này, khu vực đường Phú Liễn. Đây là một cái đường cũng rất là rộng. Còn đây là đường nội khu này, hai đường có cái diện tích đường tương tự.